Mình xin chào các bạn. Thì mình lại đang có mặt ở Head Honda Hồng Đức 10. Mình sẽ báo giá dòng xe, tất cả những dòng xe ở đây cho các bạn ha. Đầu năm 2020 thì nhân dịp mới á, mình cũng xin chúc các bạn năm mới sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy ha. Muốn ước gì được nấy nha các bạn. Còn đây sẽ là địa chỉ của Head Honda Hồng Đức 10. Như thường lệ á, mình lại tiến vào cửa hàng để mình gặp bạn Nhuận ha. Mình sẽ nhờ bạn Nhuận tư vấn giá cả cũng như là những cái khuyến mãi mới nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, mình tên là Trần Phú Nhuận, là nhân viên bán hàng của Head Honda Hồng Đức 10. Cửa hàng của mình ở tại là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại tư vấn của mình đó là 0964 234 878. Thì đầu năm mình cũng xin chúc các bạn đó là một năm mới phát đạt và làm ăn an khang thịnh vượng các bạn. Rồi, như là thường lệ thì đầu tháng 1 này thì mình sẽ báo giá cho các bạn về cái giá cả xe và chương trình khuyến mãi đầu năm các bạn. Và mời các bạn qua đây mình sẽ tư vấn giá cho các bạn. Rồi, đầu tiên thì dòng này là dòng Way Alpha. Thì trước tiên mình sẽ tư vấn về những cái màu thường. Những cái màu thường ở Way Alpha là bao gồm màu trắng, màu đỏ, màu đen và ba màu xanh, xanh lục, xanh lam và màu xanh đậm. Đối với những phiên màu sơn độ này thì các bạn muốn lấy màu sơn độ này mình cũng có sẵn hàng cho các bạn luôn. Thì trước tiên là mình sẽ tư vấn giá cả cái đã. Thì giá hiện tại đó là 18.790.000. Trong dịp lễ đầu năm mới thì mình giảm cho các bạn là 500.000. Thì còn lại là 18.290.000. Rồi, thì các bạn nào muốn sử dụng là những cái màu sơn độ này thể hiện cá tính của mình, hoặc là màu sơn sáng bóng đẹp hơn, hoặc là được chế độ bảo hành màu sơn là 3 năm, thì các bạn sử dụng những màu này đảm bảo ra đường mình cũng có thể nói là độc quyền màu sơn luôn các bạn ha. Thì cái dòng này thì mình phải cộng thêm là 2.400.000 về cái màu sơn. Rồi, nói về chương trình khuyến mãi thì khi mua dòng xe này mình sẽ được tặng gói quà tặng trị giá 1.000.000 đồng, bao gồm một nón bảo hiểm chính hãng của Honda, rồi một cái áo gió cao cấp, móc khóa thẻ VIP, phiếu đổ xăng 4 lít chia ra làm 2 lần đổ, mua xe lần đầu được 2 lít và kiểm tra định kỳ lần 1-2 lít nữa là trước sau là 4 lít xăng, giảm cho các bạn là 50% phí thuê nhất khi kiểm tra định kỳ xe lần 1, lần 3, lần 5, lần 6 là 50% phí thuê nhất, là tương đương là 3 năm bảo hành đó các bạn. Rồi, ngoài ra thì bên mình đang có chương trình đó là khi mình mua xe là mình sẽ được rút thăm đầu năm may mắn, thì nó có giá trị phần thưởng như sau. Thì nó có giá trị tiền mặt, thì các bạn mua xe xong mình các bạn sẽ ra ngoài trước, nói chung là hái bao lì xì, thì nó có giá trị tiền mặt là 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000. Thì cái đó là tùy theo may mắn của mình, thì mình hái trúng cái nào thì mình sẽ nhận số tiền tương ứng với đó ha các bạn. Thì nói về cái dòng Way Alpha này thì bên mình đang có chương trình, vẫn còn chương trình trả góp là 0.79 và 0.99 ha các bạn. Thì các bạn muốn là biết cái chương trình đó lãi như thế nào, trả trước bao nhiêu, cần giấy tờ thủ tục gì, các bạn alo cho mình, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Thì mình còn quên, đó là chương trình đó là công nhân. Thì đối với các bạn ở khu vực của mình á, ví dụ như các bạn làm ở trong khu công nghiệp ở tỉnh Sóc Trăng đó, ở trong khu công nghiệp này nọ, thì các bạn có thẻ công nhân, thì các bạn cứ đem cái thẻ đó ra, thì các thẻ đó sẽ được giảm đó là 300.000 ha các bạn. Rồi, kế tiếp là mình sẽ tư vấn các bạn là dòng xe thứ hai, đó là dòng xe Way Ballet. Way Ballet thì hiện tại là nó có 3 phiên bản bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm. Đối với phiên bản bánh căm thắng đùm thì bản này là bản tiêu chuẩn, giá hiện tại đó là 18.790.000. Thì các bạn được giảm là 800.000 trong dịp lễ, thì còn lại là 17.990.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản bánh căm thắng đĩa, giá hiện tại đó là 19.790.000, các bạn được giảm là 800.000, thì còn lại là 18.990.000. Phiên bản cuối cùng đó là phiên bản bánh mâm thắng đĩa, giá hiện tại là 21.590.000, mình được giảm là 800.000, thì còn được lại giảm sau khuyến mãi đó là 20.790.000. Thì chương trình khuyến mãi của dòng xe Way Ballet này thì cũng giống như là dòng xe Way Alpha.
thì gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng bao gồm nón bảo hiểm này nọ, thì mình đã tư vấn dòng xe Wenfa thì mình cũng y chang ha các bạn. Thẻ công nhân được giảm là 300.000, trả góp chương trình 0.79, 0.99 và vẫn được hái lộc đầu năm. Nói chung là tất cả dòng xe mình cũng được chương trình hái lộc đầu năm rồi. Và đối với dòng xe Ballet này thì các bạn cũng được cái chương trình là vòng quay may mắn vẫn bình thường hết các bạn. Thì cơ cấu giải thưởng là trúng xe xe hơi Honda HR-V, rồi trúng xe quay Ballet cùng loại, hoặc là mình sẽ trúng cái thẻ cào trị giá là 300.000. Tỷ lệ trúng là 100% các bạn. Rồi mình sẽ qua tới dòng xe thứ ba của dòng xe số, đó là dòng xe quay RTX. Dòng xe quay RTX thì nó cũng là 3 phiên bản. Phiên bản bánh căm thắng đùm, căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm. Đối với phiên bản bánh căm thắng đùm thì nó bao gồm là màu đen xanh, đen trắng, đen xám, đen đỏ. Giá hiện tại là 22.190.000, giảm 500 trong dịp Tết thì còn lại là 21.690.000. Phiên bản bánh căm thắng đĩa nó có hai màu, màu xám đỏ và màu đỏ đen. Giá hiện tại là 23.190.000. Các bạn mua tại Hết Hồng Đất 10 thì các bạn sẽ được giảm 500.000. Thì còn lại là 22.690.000. Phiên bản kế tiếp đó là phiên bản bánh mâm. Phiên bản bánh mâm thì có bao gồm là màu xanh, trắng, xám, đỏ, xanh xám. Giá hiện tại tại Hết của mình đó là 25.190.000. Thì mua tại Hết Hồng Đức thì các bạn được giảm là 500.000. Trong dịp lễ Tết thì còn lại là 24.690.000. Về cái phần quà, cái quà tặng khuyến mãi của dòng xe RTX, thì dòng RTX thì đó thì nó không có, thì nó y chang như là khuyến mãi của dòng xe quay Alpha, quay Ballet, nhưng mà nó có khác một cái là nó không có cái chương trình là quay số trúng thưởng á các bạn. Thì cái cơ cấu trúng thưởng là trúng xe ô tô, trúng xe cùng loại hoặc là thẻ cào đó, chiếc xe rỡ tiết thì nó không có. Tuy nhiên thì nó vẫn có chương trình là tặng quà cho các bạn. Cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, rồi hái lộc đầu năm, rồi lãi suất rẻ 0.79, 0.99. Rồi kế tiếp đó là dòng xe Future. Dòng xe Future thì nó cũng có hai phiên bản. Phiên bản bánh căm thắng đùm và phiên bản bánh căm thắng đĩa. Rồi mình sẽ báo giá cho các bạn. Đối với phiên bản bánh căm thắng đĩa, giá hiện tại đó là 34.490.000. Các bạn được giảm là 500.000 trong dịp lễ tại Hết Hồng Đức 10. Thì còn lại là 33.990.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản bánh mâm. Phiên bản bánh mâm thì giá hiện tại đó là 35.990.000, giảm cho các bạn 500.000. Thì còn lại là 35.490.000. Thì đối với phiên bản màu này thì có những ví dụ như các bạn có những phiên bản màu độ, màu sơn thì các bạn còn bỏ thêm là 3 triệu đồng nha các bạn. Thì hiện tại màu sơn độ thì mình do số lượng cũng có hạn cho nên là mình không có đem, mình không quay cho các bạn xem được. Tại lý do nó cũng không có hàng. Ví dụ như các bạn có nhu cầu đặt những cái màu trước đó, các bạn có thể xem những clip trước đó của anh Khải thì đặt những cái màu sơn đó thì có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ giúp các bạn đặt những cái màu yêu thích các bạn. Rồi phiên bản kế tiếp là mình sẽ báo giá dòng xe côn tay là Winner X ha các bạn. Dòng xe Winner X thì nó sẽ bao gồm là 4 phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản thể thao. Nó có những màu sơn như sau, đó là màu sơn đỏ bạc, đen xanh, xanh bạc, bạc đỏ, cam đen. Phiên bản thể thao này thì nó không có phanh ABS. Giá hiện tại đó là 45.990.000. Các bạn được giảm khuyến mãi rất cao, giảm tới 2 triệu đồng. Thì còn lại là 43.990.000. Phiên bản kế tiếp là phiên bản Camo. Phiên bản này thì có phanh ABS luôn. Thì nó có bao gồm là màu đỏ bạc, xanh bạc. Giá hiện tại là 48.990.000, giảm 2 triệu thì còn lại là 46.990.000. Phiên bản kế tiếp là phiên bản màu đen mờ. Phiên bản này cũng có ABS. Thì trên giấy tờ nó là màu đen bạc vàng đồng. Giá hiện tại đó là 49.490.000. Các bạn được giảm là 2 triệu đồng. Thì còn lại là 47.490.000. Phiên bản kế tiếp là phiên bản đường đua. Giá hiện tại đó là 49.990.000. Các bạn được giảm 1 triệu rưỡi.
thì giá sau khuyến mãi còn lại là 48.490.000. Đối với dòng xe Winner X này, khi các bạn mua ở tên Head bên mình thì các bạn sẽ được là tham gia là vòng quay may mắn, thì nó bao gồm là cái vé đường đua F1 tại Hà Nội, thì cái vé đó trị giá là 7.000.000, thì các bạn có thể tham gia là vé vào cổng, tham gia ẩm thực, thì nó có tổ chức trong 2 ngày. Thì đối với các bạn nào có thể may mắn thì các bạn sẽ trúng cái vé đó, thì dành cho 2 người, suất dành cho 2 người. Thì nếu mà được thì trúng cái vé đó thì các bạn dẫn người yêu của mình theo thì nói chung là rất tốt các bạn. Thì cái hoặc là trúng cái thẻ cào trị giá 300.000. Thì nói chung là một là mình sẽ trúng cái vé đường đua, hai là mình sẽ trúng cái thẻ cào, tỷ lệ quay trúng là 100%. Rồi cái chương trình khuyến mãi thứ nhất, cái chương trình khuyến mãi thứ hai là mình sẽ được tặng cho các bạn là cái gói quà tặng là bao gồm một nón bảo hiểm chính hãng của Honda loại nửa đầu, một cái áo gió cao cấp móc khóa thẻ VIP, phiếu đổ xăng cho các bạn là 4 lít, giảm là 50% phí thứ nhất khi mà kiểm tra xe định kỳ lần 1, lần 3, lần 5, lần 6. Tặng phiếu giảm giá 30% trên dịch vụ trên xe. Ví dụ như các bạn là gắn cái ba ga trên xe, hoặc là phủ nano chống bay màu sơn xe, chống chạy xe, quấn ống xăng, bảo vệ cái ống xăng mình, chống gò gãy đường xăng, chống chuột cắn ha các bạn. Rồi ngoài ra có thể là gắn cái chống trộm trên xe luôn, thì các bạn sẽ được giảm là 30%. Ngoài ra Winner này thì dành cho các bạn thì trong dịp Tết này vẫn còn cái chương trình là 0% lãi suất. Rồi 0% lãi suất thì nếu mà các bạn mua 0% lãi suất thì các bạn sẽ được giảm là thêm 500.000 nữa. Hoặc là các bạn đang là công nhân thì càng tốt, mua góp sẽ được giảm thêm 300.000 nữa, mình có thể giảm chồng luôn. Là có thể là giảm tổng cộng có thể là giảm cho các bạn là 800.000. Rồi các bạn có là chương trình là thứ hai, chương trình thứ ba nó có thể là hái lộc đầu năm nữa. Hái lộc đầu năm nó là bao gồm là cái giá trị tiền mặt 2 triệu, 3 triệu. Ý em mình nhầm. 2 triệu, 1 triệu, 500, 200 và 100.000 đồng. Thì ít nhất là 100, cao nhất là 2 triệu. Thì nói chung là chương trình khuyến mãi rất là nhiều. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu cứ nhắc máy lên alo cho mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể cái chương trình khuyến mãi. Thì mình cũng xin nhắc lại các bạn là địa chỉ cửa hàng của mình, bên mình đó là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Các bạn có nhu cầu thì các bạn, ví dụ các bạn nào có ngại gọi cho mình thì các bạn cứ ra cửa hàng cũng được. Ra cửa hàng sau thì các bạn nói là cần gặp mình thì mình cũng sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể, nhiệt tình các bạn. Rồi thì như trên màn hình của các bạn thì những cái màu sơn này là màu sơn độ đặc biệt. Thì đối với các bạn nào muốn thể hiện cá tính riêng của mình, những màu sơn đẹp, bắt mắt, đặc biệt và được chế độ bảo hành màu sơn 3 năm thì các bạn sẽ chọn những cái màu sơn độ dành riêng cho cá tính của mình. Thì đối với những màu sơn như thế này thì các bạn sẽ cộng thêm là 3 triệu đồng cái màu sơn. Thì như cái này là chiếc màu là màu xám đen ha các bạn. Màu kế tiếp là màu kịp son. Rồi bên đây có một chiếc màu đen rất là đẹp các bạn. Giờ mình mời các bạn qua đây mình coi xe. Thì bên đây là màu này là màu đen. Màu đen này cũng là màu đen, màu sơn độ. Dòng này thì nó đi lên từ cái phiên bản đen vàng đồng. Thì giá nó sẽ cao hơn biên cái bản đen vàng đồng là 3 triệu. Cụ thể hơn đây là mình là cái phiên bản màu đen vàng đồng. Đó là giá hiện tại là 47.490.000, các bạn cộng thêm 3 triệu. Đó là 50.490.000 đồng đó các bạn. Rồi đó là những chương trình báo giá của Wayanfa, Wayballet, RTX Future và Winner. Rồi kế tiếp là mình sẽ hướng dẫn các bạn tham khảo thử cái chương trình đó là hái lộc đầu năm của mình, của bên mình nha các bạn. Đây thì bên mình đang có cây đào trưng bày như thế này rất là đẹp ha các bạn. Thì các bạn có thể đến hết bên mình coi xe hoặc là selfie chẳng hạn, cây đào rất đẹp các bạn, thì các bạn có thể tạo dáng selfie thoải mái. Bên mình không có khó khăn vấn đề chụp hình gì hết. Thì đây là khi mà các bạn mua xe, tất cả dòng xe, nói chung là xe nào cũng được, khi mà mua xe xong các bạn, cái khâu cuối cùng là các bạn sẽ hái lộc. Thì cái này, cái lộc này cũng giống như là may mắn cho các bạn thôi. Món quà này cũng dạng như là món quà tinh thần, thì nó có bao gồm những giá trị tiền mặt trong đó, thì bao gồm là 2 triệu, 1 triệu, 500, 200, 100. Khi các bạn hái xong thì các bạn sẽ mở ra, ở trong đó nó có cái phiếu tiền mặt trong đó.
thì các bạn hái xong thì các bạn qua kế toán các bạn sẽ nhận tiền ở bên đó. Đó là cơ cấu cái giải thưởng mới cho các mình ha. Thì chương trình rất là nhiều, thì các bạn trong dịp Tết này thì các bạn cứ ra cửa hàng bên mình xem xe và tư vấn chương trình khuyến mãi. Rồi cuối clip thì mình sẽ xin chúc các bạn là một năm mới an khang thịnh vượng. Và xin chào các bạn. Thì Vạn Nhuận vừa báo tất cả những dòng xe số tại head của mình cùng chương trình hái lộc đầu năm. Bây giờ đang là đầu năm đó các bạn, năm 2020. Thì cuối video rồi, mình cũng xin chúc các bạn một lần nữa là sức khỏe, thành đạt nha các bạn. Có gì thắc mắc các bạn cứ gọi cho Vạn Nhuận ha. Như thường lệ mình lại để số điện thoại của Vạn Nhuận lên trên màn hình. Các bạn cứ việc thoải mái tư vấn những vấn đề mình thắc mắc đó các bạn. Xin chào các bạn nha.